Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang đề xuất cho tất cả học sinh khối 7 đến 12 đi học trở lại 100% ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã ngay sau Tết và có thể là từ mùng 7 tháng 2. Từ nay đến khi đó, các trường học được yêu cầu chuẩn bị điều kiện cần thiết từ cơ sở vật chất, thiết bị y tế, đội ngũ cán bộ nhân viên đến việc diễn tập đối phó khi các tình huống đón học sinh trở lại. Nếu các lần diễn tập trước Hà Nội tổ chức thu hẹp đối tượng học sinh chỉ khối lớp 9 và 12, thì lần này số lượng học sinh đến lớp đông hơn nên đòi hỏi khắt khe ở công tác kiểm soát phòng dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại một trường trung học cơ sở tại Hà Nội ngay chiều nay. Khi có học sinh nhiễm COVID-19 tại lớp, giáo viên chủ nhiệm bình tĩnh xác định những học sinh trong lớp có tiếp xúc gần để đánh giá nguy cơ và đề xuất ban giám hiệu thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn mới của Liên ngành Y tế và Giáo dục Đào tạo của thành phố. Đây là một tình huống trong 7 tình huống đang được giáo viên tại trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng diễn tập. Trước tiên là tôi sẽ bình tĩnh để có thể trấn an tâm lý của bản thân bạn học sinh đó đã. Sau đó là tâm lý của các học sinh ở trong lớp. Và tôi sẽ có phối kết hợp với ban giám hiệu nhà trường, các phòng ban, đặc biệt là phòng y tế trong nhà trường để có những cái biện pháp cũng như cách thức để phối hợp với gia đình cũng như là y tế của phường, xã để có những cái cách giải quyết phù hợp nhất. Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự là trường trung học cơ sở đầu tiên của quận Hai Bà Trưng tiến hành diễn tập đón học sinh trở lại trường. Buổi diễn tập có sự tham gia của giáo viên các trường trung học cơ sở khác và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng. Hiện các trường tại Hà Nội diễn tập 7 nội dung, tình huống, gồm hướng dẫn, phân luồng giao thông khi phụ huynh đưa học sinh tới trường, hướng dẫn học sinh vào trường, vào lớp học đảm bảo công tác phòng chống dịch, hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập tại các lớp học, xử lý các tình huống khi phát hiện F0 tại trường, xử lý tình huống khi có học sinh nghỉ học vì nhiễm COVID-19 tại lớp, hướng dẫn học sinh ra về khi kết thúc buổi học, đảm bảo công tác phân luồng giao thông khi học sinh tan học. Những tình huống rất là sát với cả cái tình huống thực tế mà khi các con quay trở lại trường, ví dụ như là những cái tình huống mà từ cái việc là đón học sinh từ lúc vào cổng trường thì sẽ phân luồng học sinh như thế nào, rồi hướng dẫn phụ huynh đưa con vào trường ra làm sao. Khi vào thực tế thì nó cũng sẽ có rất nhiều các tình huống phát sinh và cũng không thể đảm bảo chắc chắn là mình làm tốt được, nhưng chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất có thể để đảm bảo được thực hiện được cái mục tiêu kép là vừa công tác dạy học và vừa công tác phòng chống dịch. Theo kế hoạch, hết tuần này, các trường trung học cơ sở ở Hà Nội phải hoàn thành việc sắp xếp thời khóa biểu khi học sinh khối 7, 8, 9 đi học trở lại, bên cạnh kết hợp dạy học trực tuyến với khối 6. Còn trường hợp học sinh khối 7, 8, 9 không thể học trực tiếp, nhà trường cũng phải phân lịch dạy online, đảm bảo việc học không bị gián đoạn. Sau mỗi buổi diễn tập, nhà trường sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm để từ đó các giáo viên có tâm thế chuẩn bị chu đáo nhất để đón học sinh trở lại trường.